Đây là chương trình truyền hình huyện Phú Ninh, phát thanh sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Huyện ủy Phú Ninh vừa hội nghị lần thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Hội nghị đã tập trung thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần giải quyết trên các lĩnh vực của đời sống xã hội người dân, tình trạng ngập úng tại một số cánh đồng, giải pháp đảm bảo an toàn công trình, nâng cấp trước mùa mưa bão năm 2020, điều chỉnh phù hợp và hủy bỏ đối với những quy hoạch không khả thi, kéo dài, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh. Xử lý dứt điểm một số tồn tại liên quan đến việc thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn xã Tam Thái, có giải pháp thực hiện tốt việc quản lý thực lực, khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm, nhất là đối với lực lượng dân quân tự vệ ở các xã thị trấn, kiến nghị hỗ trợ và có cơ chế hỗ trợ cán bộ bán chuyên trách ở xã hiện nay. Dịp này, Huyện ủy Phú Ninh đã khen thưởng cho 8 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong công tác chuẩn bị và phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm củng cố kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh bầu ông Phan Thanh Thám, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11. Bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân đối với các ông Đỗ Văn Luật, trưởng phòng văn hóa thông tin và ông Huỳnh Tuấn Nhật, trưởng phòng tài nguyên môi trường. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua chủ trương đầu tư tu bổ di tích cấp quốc gia Đình Chiên Đạn, xã Tam Đạn với kinh phí 400 triệu đồng, đầu tư phục dựng lại ngôi đình Phú Trà, xã Tam Thái với kinh phí 1,2 tỷ đồng, triển khai thi công trong năm 2020. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đạt các mục tiêu kế hoạch trong năm 2020. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân huyện, 9 tháng đầu năm, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng kinh tế của huyện vẫn phát triển ổn định, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 11%, giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 9%, thương mại dịch vụ tăng 7,4%. Ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát đánh giá, chuẩn bị nguồn kinh phí, hoàn chỉnh các phương án phòng chống COVID-19 và phòng chống thiên tai, khẩn trương hoàn thành quyết toán các công trình xây dựng cơ bản nợ đọng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, đất rừng cho nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách giảm nghèo bền vững theo kế hoạch. Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng, nhất là công trình mở rộng quốc lộ 40B, triển khai ngay dự án lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện. Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020, hơn 100 cán bộ là lãnh đạo các ban xây dựng đảng, văn phòng huyện ủy, các phòng ban chuyên môn, đại diện lãnh đạo mặt trận tổ quốc, các đoàn thể huyện, các cơ sở đảng, bí thư, chủ tịch, trưởng phó khối vận xã, thị trấn và các chi bộ thôn, khối phố thuộc các xã thị trấn được nghiên cứu các chuyên đề, chức năng nhiệm vụ của tổ chức dân vận, tăng cường và đổi mới công tác dân vận của đảng, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, chuyên đề xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo. Ngoài ra, các đại biểu còn được truyền đạt một số kỹ năng, cách thức triển khai công tác dân vận có hiệu quả trong thực tiễn. Kính thưa quý vị, nghị quyết đại hội đảng và hành động của tuổi trẻ, đó là chủ đề diễn đàn do Huyện đoàn Phú Ninh vừa tổ chức. Huyện đoàn Phú Ninh đề ra 4 chương trình để triển khai thực hiện mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới. Đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh, kỳ vọng tuổi trẻ huyện nhà phát huy tinh thần nhiệt huyết, đi đầu trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tùy theo điều kiện cụ thể, mỗi tổ chức đoàn trên địa bàn huyện xây dựng một mô hình hiệu quả để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời nghiên cứu đổi mới tư duy trong phương pháp tuyên truyền, tập hợp thanh niên, tham gia các chương trình xung kích tình nguyện về an sinh xã hội, cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp. Tại diễn đàn, Huyện đoàn Phú Ninh phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại huyện Phú Ninh,
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 đã được tổ chức. Tại xã Tam Dân, Hội Liên hiệp Thanh niên xã tổ chức cho đoàn viên thanh niên sinh hoạt ôn lại lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, các bạn đoàn viên thanh niên sinh hoạt giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, ấm tình đoàn kết. Dịp này, đoàn xã Tam Dân đã tuyên dương chiến thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, 3 tập thể có thành tích trong phong trào thanh niên, thăm hỏi tặng quà một thanh niên yếu thế bị tai nạn lao động. Mưa lũ đã làm nhiều khu vực tại hai xã Tam Đàn và Tam An ngổn ngang rác thải bùn lầy. Lực lượng đoàn viên thanh niên thuộc công an huyện, cán bộ đoàn các địa phương và câu lạc bộ tổng phụ trách đội của huyện tham gia được tình nguyện ra quân giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống người dân. Tại xã Tam Đàn, các đoàn viên thanh niên tổ chức dọn dẹp vệ sinh khu vực chợ Chiên Đàn, trường trung học cơ sở Trần Phú. Tại xã Tam An, lực lượng tình nguyện đã nạo vét khơi thông tuyến kênh N10A, các tuyến kênh mương nội đồng trên địa bàn thôn Phước An và dọn dẹp vệ sinh môi trường tại trường mẫu giáo Hòa Mi. Để động viên giúp đỡ các em đến trường, mới đây Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Lãnh tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình chia sẻ yêu thương cùng em đến trường. Đại diện các nhà hảo tâm đã trao tặng 4 xe đạp, 9 góc học tập gồm bàn kệ sách, đèn học sinh, 1.500 cuốn vở, 50 hộp bút bi Thiên Long cho 94 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập trong năm học qua. Cũng dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao tặng 2 bộ bàn, 2 kệ sách cho các trường học. Tổng giá trị chương trình hơn 40 triệu đồng. Từ sự ủng hộ của nhóm tự nguyện Nguyện Ý, thôn An Lâu, sư cô Thích Nữ Thánh Minh, trụ trì chùa Bảo Đàn, xã Tam Lãnh, nguồn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, Hội Nông dân xã Tam Lộc tổ chức giải bóng đá mini 5 người với sự tham gia thi đấu có 5 đội bóng của 5 chi hội nông dân trên địa bàn xã với hơn 60 cầu thủ là hội viên nông dân từ 35 tuổi trở lên. Giải đấu diễn ra sôi nổi hấp dẫn với sự tham gia cổ vũ của đông đảo khán giả xã nhà. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Kết quả chung cuộc, đội thôn Tây Lộc đạt giải nhất, thôn Tam An đạt giải nhì. Thi đấu bóng đá là dịp để hội viên nông dân xã Tam Lộc giao lưu, gắn bó tình cảm, tương trợ nhau trong đời sống, cũng như tích cực tham gia các phong trào hội, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn xã. Dịp này, Hội Nông dân xã đã trao 5 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ, 5 năm qua, chị Phạm Thị Thanh Trang, thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước đã dành nhiều tâm huyết với phong trào và công tác hội, là gương cán bộ cơ sở hội tiêu biểu trong phụ nữ Phú Ninh. Lời nói đi đôi với việc làm, và việc làm phải thiết thực cụ thể mới tạo được niềm tin cho chị em. Muốn chị em tham gia các hoạt động thì phải đảm bảo kinh tế gia đình trước. Thế nên chị Trang đã mạnh dạn điều chỉnh, đổi mới phương thức sinh hoạt của chi hội, quan tâm lợi ích chính đáng của hội viên, tổ chức gây quỹ hội bằng hình thức vận động chị em mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Phần trăm được trích lại làm quỹ chi hội, đến nay được hơn 50 triệu đồng. Phát động các mô hình hũ gạo tiết kiệm, túi rác tiết kiệm, heo đất tiết kiệm, đến nay trên 45 triệu đồng. Chị đã hỗ trợ cho 4 hội viên thoát nghèo và giúp 35 phụ nữ khó khăn khác vay không lấy lãi để tạo nguồn vốn kinh doanh, ổn định kinh tế gia đình. Luôn luôn có những cái nội dung trong mỗi buổi sinh hoạt thật là ý nghĩa, phù hợp theo mọi cái thời điểm tổ chức cái diễn ra cái buổi sinh hoạt của mình, để các hội viên họ thấy đúng cái thời điểm, nội dung nó đúng với tính chất và đáp ứng được cái nhu cầu, để các chị là về với hội thì lĩnh hội được những cái kiến thức thật là bổ ích cho mình. Có một sân chơi đúng nghĩa về với hậu, và đặc biệt là giúp cho các chị em có những cái nhu cầu như là phát triển kinh tế, rồi giúp đỡ các cái cụ già neo đơn, hỗ trợ các em có thành tích học tập tốt, có cái hoàn cảnh khó khăn, rồi giúp đỡ các cái hậu viên đau ốm bệnh tật trong địa bàn tổ thôn của mình kịp thời, rồi hỗ trợ những ngày công để các cái hậu viên có thể là vượt qua cái giai đoạn khó khăn khi gia đình chẳng may gặp những cái hoạn nạn trong cái giai đoạn đó. Trước đây, tỷ lệ phụ nữ trong thôn tham gia sinh hoạt chỉ đạt 45%.
chị Trang cùng các chi hội trong ban chấp hành đổi mới phương thức tập hợp hội viên, đổi mới hình thức sinh hoạt. Các hoạt động của hội viên được ghi hình lại và chiếu lại trong các lần sinh hoạt để chị em xem. Việc làm này vừa tạo niềm vui, động lực khích lệ những chị em tham gia. Quỹ hội đều được công khai, mỗi quý trích từ đó để tổ chức sinh nhật cho chị em, tạo niềm vui cho hội viên sau những ngày lao động vất vả, hay để khắc phục tình trạng hội viên đi sinh hoạt trễ giờ. Chị khuyến khích hội viên nào đến sớm, từ 20 đến 30 phút, sẽ có thưởng nho nhỏ. Từ đó dần dần được chị em trong chi hội thay đổi nhận thức, khắc phục được việc đi trễ. Đến nay, tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia các phong trào hội đạt trên 81%. Những năm trước thì phong trào hội nó còn chưa mạnh, không thu hút được sự thôn do của các chị em. Nhưng những năm gần đây thì từ khi chị Tròn về làm chi hội trưởng thì nó thu hút thay đổi trong cách sinh hoạt này nha, thu hút được chị em thôn do đông đủ hơn. Bên cạnh sinh hoạt thì chị còn khuyến khích các hội viên thôn do có hoạt động tình nghĩa, tình thương, giúp đỡ các cụ già neo đơn, giúp đỡ các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trao các suất học bổng cho các em nghèo vượt khó học giỏi. Đối với lại phong trào phụ nữ xã Tân Phước nói chung, phụ nữ thôn Phú Mỹ nói riêng, thì đây cũng là một trong những chị hội trưởng rất là năng động, nhiệt tình. Đó là chị Phụng Thị Thanh Trang đã đổi mới được các nội dung, phương thức tập hợp vận động hội viên trong các hoạt động phong trào của hội. Từ đó đẩy mạnh được các cái phong trào dưới cơ sở tập hợp hội viên sinh hoạt ngày còn mật đông và giữ vững được các phong trào của nữ thông. Đặc biệt đây là một cái chi hội mà tôi muốn nhân rộng ra trên tất cả địa bàn của xã Tân Phước để rồi có chi hội đó là tiếp tục tiếp thu cái cách sinh hoạt mới của chi hội thôn Phú Mỹ để rồi vận dụng cho mình trong các hoạt động ở các thôn khác trên địa bàn xã. Với thành tích xuất sắc trong phong trào và công tác hội, 3 năm gần đây, chị Trang được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Ninh tặng giấy khen. Năm 2018, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình truyền hình Phú Ninh phát thanh sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.